Mến chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đoàn Ngọc Ngẩn 07. Hôm nay mình đi thăm thành phố Tân An các bạn ơi. Hiện nay mình đang đứng trên ngã ba, là nơi giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Nguyễn Đình Chiểu. Hình ảnh các bạn đang xem là đường Nguyễn Đình Chiểu. Hướng đi lên là về công viên Mũi Tàu và thông ra quốc lộ 1A. Ngược lại là đi về bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và xuống thị trấn Cầm Du thuộc huyện Châu Thành. Bây giờ mình cùng các bạn trải nghiệm một đoạn trên đường Hùng Vương và hướng ra quốc lộ 1A. Chúng ta cùng đi thôi các bạn ơi. Đây là mặt tiền đường Hùng Vương, có những dãy nhà cao tầng thiết kế cùng một mẫu, chống đều nhau, thật là đẹp. Đường Hùng Vương là một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất thành phố Tân An. Các bạn thấy trước mặt là những tòa nhà cao tầng cao vút, thiết kế một mẫu giống nhau như đúc. Có lẽ những tòa nhà này cùng một nhà thầu thiết kế và xây dựng nên. Trước mặt các bạn là một ngã tư, là đường Châu Thị Kim. Nếu đi lên là về phường 1 thành phố Tân An. Ngược lại là đi xuống phường 7 và bệnh viện Phổi. Đường Hùng Vương là tuyến đường xương sống của thành phố Tân An. Nối từ đoạn chúng ta vừa đi, xuyên qua thành trung tâm thành phố Tân An và tiếp nối vào quốc lộ 1A và quốc lộ 62. Tay phải các bạn là công viên thành phố Tân An, là một trong những công viên rộng và đẹp. Ở đây có rất nhiều cây xanh, tỏa nhiều bóng mát. Ở giữa công viên có một hồ nước rất đẹp và thơ mộng. Những buổi trưa hè hay vào lúc chiều tối là nơi gặp gỡ của những đôi bạn trẻ, thật là tuyệt vời các bạn ạ. Ở công viên này đặc biệt nhất là lúc gần Tết đến, vào khoảng thời gian giữa tháng chạp âm lịch hàng năm, các nhà vườn thêm các loại hoa kiển như mai vàng, nhãn thọ, cúc và nhiều loại hoa Tết khác bày bán khắp công viên, tạo màu sắc cho thành phố thêm rực rỡ và sống động vào dịp Tết. Thật là công viên rộng lớn, khó nơi nào ở thành phố có được một công viên lớn như vậy. Tiếp đến là một ngã tư, nếu rẽ phải là khu vực chợ đêm của thành phố. Trước mặt là một chiếc cầu và cống có kết hợp thiết kế khá đẹp, vừa sử dụng cho việc giao thông và ngăn nước mặn cho kênh Bảo Định vào mùa khô. Sông Bảo Định nối từ sông Dòng Cỏ Tây chạy xuyên qua thành phố,
Vincom. Tay phải các bạn là tòa nhà Vincom Plaza, có thiết kế rất đẹp và hiện đại, tọa lạc tại trung tâm thành phố. Tiếp đến là trung tâm thể dục thể thao của tỉnh. Kế bên trung tâm thể dục thể thao của tỉnh là sân vận động Long An. Đây là sân vận động Long An nè các bạn ơi. Đoạn đường Hùng Vương đoạn này khá rộng và đẹp, ở giữa trồng các loại hoa kiển rất là đẹp mắt. Bây giờ là buổi trưa nên xe cộ cũng không đông đúc lắm. Tiếp đến là một ngã tư. Nếu chúng ta rẽ tay phải là đi lên vòng xoay Trương Định và Võ Văn Tần. Bây giờ chúng ta đi tiếp các bạn ơi. Đến đây chúng ta đã đi dần vào đến đích. Đoạn này xe cộ qua lại cũng rất là đông. Trước mặt các bạn đã là quốc lộ 1A. Nếu rẽ tay phải là chúng ta đi lên Bến Lức và lên thành phố Hồ Chí Minh. Đi thẳng là chúng ta qua quốc lộ 62 để lên vùng Đồng Tháp 10. Video đến đây là tạm dừng. Mến chào các bạn.